Rất vui được chào đón quý vị đến với chương trình Chuyện phố Chuyện nhà cùng với công ty PFG trên kênh YouTube PFG Nhà ở Mỹ. Và rất cảm ơn quý vị vẫn luôn theo dõi những chương trình trên công ty PFG và kênh YouTube của công ty. Và đến với mỗi một ngày thứ hai hàng tuần thì Chuyện phố Chuyện nhà sẽ gửi đến cho quý vị những tập mới. Và Thanh Liêm xin kính chào chị Kim Thoa, CEO của công ty. Cảm ơn Thanh Liêm rất là nhiều. Và lời đầu tiên thì cho Kim Thoa xin kính chào tái cổ cùng toàn thể quý khán thính giả của chương trình Chuyện phố Chuyện nhà của công ty PFG gửi đến quý vị vào mỗi thứ hai hàng tuần. Và chị Thoa cảm ơn Thanh Liêm luôn hiện diện và luôn đồng hành với chị trong chương trình Chuyện phố Chuyện nhà. Hôm nay em khỏe không? Dạ em khỏe, cảm ơn chị Thoa. Và đến với cái mùa này thì em biết là chị Thoa rất là bận rộn, em cũng cảm ơn chị Thoa gọi là không để em một mình ở trên Chuyện phố Chuyện nhà, tại vì không có chị Thoa thì em không biết nói gì hết. Và với những cái chương trình Chuyện phố Chuyện nhà thì công ty vẫn luôn muốn gửi đến quý vị những mẫu tin, những câu chuyện ngoài phố trong nhà, để về chuyện bất động sản, về mortgage, life insurance, những lĩnh vực mà công ty đã làm hơn 20 năm qua, để mong là góp cho quý vị những cái thông tin rồi trong những chi phút quý vị thư giãn, cũng như là những thông tin hữu ích cho những quý vị luôn theo dõi market. Thì đến với câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay thì không biết là chị Kim Thoa sẽ mang gì đến cho quý vị. Thưa quý vị, hôm nay thì quý vị, nếu quý vị xem những cái chương trình Chuyện phố Chuyện nhà thì thường thường là Liêm rất là lẹ, và Liêm là người đưa ra những cái thông tin, những cái tin tức rất là nóng hổi. Nhưng mà hôm nay thì thôi lại dành cái phần mà nói trước với Thanh Liêm, là tại vì thưa quý vị là công ty PFG là một công ty chuyên về leasing and management, nên là mình thường nói về cái nhà ở trong thị trường mua bán như thế nào, inventory như thế nào này nọ. Nhưng mà hôm nay thì thôi dành với Thanh Liêm là tại vì thôi muốn nói một ít về cái việc mướn nhà. Vì thưa quý vị là gần đây nếu quý vị nào mà có cho mướn nhà, trừ khi là quý vị mình có nhà mình đem ra cho mướn thôi, quý vị không có một cái sự giống như approve theo cái tiêu chuẩn nào, nhưng mà như là một cái company của Thoa là mình chuyên về để mà approve cái người tenant mà bước vào nhà mình, nó phải có những cái tiêu chuẩn, những cái tiêu chuẩn nào đó để mình có thể tạm giống như mình cho một cái sự bình yên cho những quý vị landlord là những người này là good. Thì phần lớn là nó đi theo cái tỷ lệ nó gọi là debt ratio với cái giữa cái income và cái nợ để xem họ có thể được approve hay không. Thì theo một cái thống kê của gọi là cái gì nó kêu là Census Bureau, là quỹ, US Census, như là tạm dịch là Ủy ban dân số của Mỹ hả? Đúng rồi. Cảm ơn Liêm cứu bồ chị cho cái này. Thưa quý vị, thì người ta nhìn thấy là tất cả những quý vị mà renter á, có thể nói dĩ nhiên là không phải là toàn bộ giống nhau, nhưng mà gần như là cái tiền income của họ, họ dùng hơn 30% tiền income của họ để vào cho cái việc mướn nhà cửa. Vì thưa quý vị, hiện giờ là nhà cửa quá lên giá đi, nên là landlord mà cho mướn thấp thì họ cũng không có lời. Và tại sao họ phải rent, và bây giờ cái giá nhà lên, tiền lời lên, và dĩ nhiên là cái nhà mướn sẽ lên. Và nhà mướn sẽ lên thì cái người tenant cũng phải bỏ tiền nhiều để mướn hơn. Nên á, hơn 30% để income của họ để bỏ vào cái nhà mướn. Thì đây là cũng quá là một con số lớn. Và đó là lý do tại sao mà khi mà cái hoàn cảnh xảy ra như vậy, thì quý vị biết là ở trong company Liêm biết là hiện giờ cái mức mà những tenant giống như buông tay, bỏ cuộc cũng rất là cao. Trong hiện giờ, và khi trong company của mình á, là khi mà làm về cái này là gần như cái tỷ lệ mà mình phải đi đuổi tenant, phải evict họ là một năm chỉ có một lần thôi trong công ty mình. Nhưng riêng cho năm nay thì mình đã có tới khoảng 5 case trong năm nay, vì chính mình cũng nhìn thấy là nếu mà cái người tenant mà hai vợ chồng mà chỉ có một người đi làm thì đây là rất là nguy hiểm, hoặc là cái income của họ cộng lại mới đủ cho cái rent. Dĩ nhiên là không phải tiền income của họ về là trả cho cái rent, mình phải cũng phải tính theo cái ratio giữa cái debt và cái income. Nhưng mà đôi khi những cái việc mà mình không có thể đoán trước được, đó là cái việc thất nghiệp của họ, hoặc là những cái công việc mà self-employment nếu mà chậm lại là ảnh hưởng ngay cái việc cho mướn nhà cửa.
Dạ vâng, thì theo em biết là công ty làm về leasing management, công ty PFC làm leasing management đã rất là lâu năm, trên 20 năm, và công ty cũng rất là đặc biệt, là anh em biết là bên chị Kim Thoa và những người mà làm về cái việc gọi là mình không phải là Quản underwrite, lý. nhưng mà là mình kiểm tra về check về cái background của cái người mà tenant rất là kỹ lưỡng. Thì theo một cái thống cái con số mà một khi một năm có một khi thì nó rất là thấp, nhưng mà trong cái điều kiện năm nay khi mà tình hình kinh tế nó cũng có nhiều thay đổi thì mình cũng có thể nó thấy nó reflect ngay lên, là tại vì mình cũng phải có nhiều, mình cũng có lên cái con số mình eviction lên. Thì cái con số mà trong cái bản tin chị Kim Thoa chia ra là chia cho thấy là 30% là một con số cũng khá là cao. Thanh Linh nghĩ là họ dùng dựa trên cái mức income mà trước thuế họ để họ làm thống kê, thì khi mà cái số quý vị biết là income mà sau thuế về nó lại còn thấp hơn nữa, Đúng mà vậy. mình tính 30% trước thuế rồi còn cái số còn lại sau thuế nó không có bao nhiêu hết. Theo Thanh Linh được biết thì nhiều người cũng nói là cái tỷ lệ vàng á, mà một người mà gọi là healthy á, là 20% cho cái phần nhà cửa của cái income của mình, hoặc là 25%, và 30% quý vị thấy chênh lệch 5 đến 1% nó cũng rất là nhiều. Cho nên là những cái quý vị cái điều này làm cho anh nghĩ tới cái việc mà có nhiều người, người ta ngày xưa người ta chần chừ trong việc mua nhà, và người ta chọn cái con đường thuê nhà đó thì nó cũng khá là gian nan, tại vì sau đó thì khi mà nhà cửa lên thì cái người landlord của mình họ cũng phải lên giá cho, họ không thể nào giữ cái mức rent của mình hoài, mà income của mình lại nhiều khi nó lại không lên chị Thoa. Và đặc biệt mà chị Thoa nhắc tới những người self-employed thì trong năm nay Thanh Linh biết là nhiều người quen làm về self-employed, đặc biệt là về ngành thẩm mỹ như là làm nail, làm tóc, thì họ than khá là hơi bị nhiều, là tại vì nó hơi tới chậm hơn, có thể là bởi vì năm nay là thuộc về cái năm bầu cử, rồi có nhiều cái ảnh hưởng kinh tế khác mà mọi người đều than là chậm chậm rất là nhiều, mà mặc dù là năm nào cũng nghe rồi nhưng mà năm nay nghe nhiều hơn nữa. Thì đến với cái bản tin này thì Thanh Liêm mình mong là nó sẽ có một cái gì đó tích cực hơn sắp tới, đặc biệt là cho những quý vị landlord, để quý vị không có cảm thấy là quá sợ hãi, là quá lo lắng, tại vì mặc dù mình thấy là những cái con số đưa ra như vậy, nhưng mà khi mà mình làm cái gọi là check background kỹ thì mình vẫn luôn có khả năng có được cái possibility, mình có được cái những người thêm tốt thì nó vẫn rất là cao. Thì đó cũng chính là những cái điều mà quý vị nên cân nhắc nhiều hơn khi mà quý vị chọn cái người thêm cho mình. Thì đó cũng chính là câu chuyện của ngày hôm nay. Dạ vâng, và đến với câu chuyện tiếp theo của ngày hôm nay thì mình sẽ quay đến cái lĩnh vực một lĩnh vực khác mà công ty vẫn làm trong nhiều năm qua, đó là lĩnh vực về bảo hiểm nhân thọ, life insurance. Và đến với cái life insurance thì mình gần đến những tháng cuối năm thì mình có thể cũng có một con vài con số mà mình thấy trên thống kê họ cũng có đưa ra để cho chị Kim Khoa cũng như quý vị biết là cái lĩnh vực life insurance nó cũng rất là gọi là sống động, và lại có nhiều người quan tâm nhiều hơn đến cái lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ trong những năm qua. Thì đến với con số đầu tiên đó, thì cái con số mà gọi là insufficient coverage, là cover cho những cái thiếu đó, thì nó giảm xuống 22% mà thôi. Bởi vì nhiều người thì life insurance thì owner họ bắt đầu họ biết là họ có cái khả năng mà họ cover để họ có thể afford những cái mà policy cao hơn. Một con số khác là về market stability, tức là cái sự ổn định của thị trường, thì cái proportion của cái những người mà cảm thấy là họ cần cái bảo hiểm nhân thọ nó rất là stable trong những năm qua, từ năm 2022, nhưng mà so với năm trước đó thì con số này nó tăng lên là khoảng 25% cho những người mà cảm thấy là trước đây họ nghĩ là họ không có cần bảo hiểm, thì bây giờ họ cần, cái con số người nghĩ là họ cần nó tăng lên nhiều hơn. Bên cạnh đó thì những cái một con số khác đó là về income và insurance need, tức là cái số tiền và cái bảo hiểm mình cần. Thì trong cái bản tin cho hay là trong cái những người mà kiếm được cái khoản trung bình là 50.000 cho đến 100.000 150.000 Mỹ Kim một năm, thì 39 người họ cho biết là họ cảm thấy họ cần life insurance rất là nhiều, và cũng cho hay là đây là cái điều này nó đến từ, đặc biệt là đến từ những người consumer thuộc cái tầng lớp middle income và tầng lớp trung lưu. Còn nói về mà giới tính, tức là gender gap, thì phụ nữ cho cái con số thống kê cho biết là cái số lượng người phụ nữ cảm thấy cần life insurance thì lại thấp hơn là người nam. Không biết là tại sao, nhưng mà có một cái gọi là cái consistent, nó giữ consistent ở cái mức là 11 điểm gap trong vòng 14 năm qua theo cái study này cho hay. Còn về generation, tức là về các thế hệ đó,
thì cái thế hệ baby boomer, tức là những người mà sinh vào cái thời mà sau thế chiến thứ hai, là những người sinh vào năm 1950, 1960 chị thôi, thì họ có cái nhu cầu về life insurance cao nhất. Còn những người Gen Z, tức là những người mà trong những chị phố chuyển nhà trước kia mình cũng có trao đổi tới, là thuộc về từ năm 1997 về sau đó, về 2005 hay là 2004 đó, là Gen Z thì bây giờ thuộc về cái tầng lớp mà tiếp theo lại rất là interest về life insurance. Và đây cũng là một cái điều mà trong chuyện phố chuyện nhà trước đây mình đã có nói rồi, tức là Gen Z họ là một trong những cái là bất ngờ, là họ hơn cả những người mà sinh ra trước họ, những người thuộc generation Y, là họ cần cảm thấy mình cần một cái policy của life insurance. Còn về cái diverse thì những người Mỹ da màu và những người Mỹ gốc Mễ và những người Mỹ gốc Phi, và cho biết là họ cũng có nhu cầu về life insurance nhiều hơn. Còn về financial concern thì những người millennial, là những người mà generation Y, là trước Gen Z đó quý vị, là họ có cái nhu cầu cao cao về control về financial, và họ shift từ Gen X, thì tức là họ chỉ sau Gen Z mà thôi, nhưng mà họ vẫn hơn Gen X về cái nhu cầu life insurance. Thì còn khá là nhiều những cái con số khác, nhưng mà đây là những cái thống kê mà cho thấy là về cái life insurance trong năm qua thì nó cũng tăng trưởng khá là nhiều. Và bên cạnh đó thì cũng có một số cái thông tin họ cho hay là có những câu hỏi mà ví dụ họ nên quan tâm khi mà họ muốn có một cái policy. Thì sẵn có chị Kim Hoa đây thì Liên cũng chia sẻ, tại vì chị Kim Hoa thì cũng sẽ nghe cái câu hỏi này khá là nhiều từ khách hàng. Ví dụ như là về medical exam thì người ta khuyên là quý vị nên hỏi cái người agent của mình nhiều về medical exam, tức là mình phải chuẩn bị cái gì và tại sao mình phải cần medical exam, rồi nếu mà tình trạng sức khỏe của mình không tốt thì mình có qualify hay không. Một cái nữa là ví dụ như là về income thì nó có coi về income của mình, dựa trên income của mình cho cái người underwriter quyết định cái policy của mình hay không. Một câu hỏi khác tức là về cái policy trong công ty với lại policy ở ngoài nó sẽ khác nhau như thế nào, những cái lợi gì, tại sao người ta không mua trong công ty mà người ta lại mua cái policy của những công ty lớn hơn, tại sao lại như vậy. Và bên cạnh đó thì ví dụ như là những người hút thuốc thì hay những người mà béo phì thì họ có qualify được cho các exemption hay không. Và một câu hỏi mà anh em thấy là một câu hỏi họ nói là cũng rất là quan trọng, là họ có nên start từ lúc nào, từ lúc trẻ, hay là họ có nên đợi đến khi mình bắt đầu vào cái mức mà lớn tuổi hơn rồi kinh tế ổn định hơn mình mới mua một cái policy hay không. Thì đó chính là những cái câu hỏi mà trong cái bài báo chia sẻ, anh em không biết là con những cái này chị Thoa có nghe hỏi nhiều hay không. À, đúng như vậy. À, thưa quý vị, là khi mà nói Thanh Liêm đọc ra những cái câu hỏi thì tôi cảm thấy là nếu mà mình đi qua, đúng là những câu hỏi này là những câu hỏi mà mọi người quan tâm rất là nhiều, và nếu mà để mà trả lời hết những câu hỏi mà Thanh Liêm vừa nêu ra thì chắc phải cần thêm một cái video kế tiếp nữa, vì tất cả những câu hỏi này thì rất rất là hay luôn quý vị. Vì cái câu hỏi mà tôi thích nhất mà hồi nãy Liêm mới vừa nói đó là ở độ tuổi nào thì mình mua, đó là cái câu này vẫn là một cái đề tài mà cứ giống như quý vị hay nói con gà đẻ ra trước hay cái trứng đẻ ra trước, nghĩa là lúc nào là cái lúc mà mình mua. Thì có nhiều người thì nghĩ là lúc lúc mình cần mình mới mua, còn có những bạn thì nói là lúc trẻ thì mua vì mình khỏe mình mới mua, rồi lúc mà mình cần thì mình không có mua được. Nói chung là mình cứ chạy vòng vòng. Nên đối với Thoa, một người buôn bán về gần một người làm cái license trong life insurance, thì đối với Thoa một người trẻ nên mua, nhưng đối với các em trẻ thì nó bây giờ còn khỏe quá mà mua cái gì, mà mua cho ai. Và những người lớn tuổi thì người lớn tuổi mới mua, nhưng đôi khi người lớn tuổi mua không có được, là tại vì cái tuổi của mình thứ nhất là lớn, thứ hai là khi mà mình lớn thì tự nhiên cái bệnh của mình không có cái này thì nó cũng có cái kia. Mà quý vị thân chủ của Thoa cũng hay nói là khi mà mình lớn lên mình có ba cao một thấp. Đây là một cái câu mà lần đầu tiên Thoa, khi mà Thoa nghe lần đầu đó, Thoa nói không biết làm sao mà già mà còn cao nữa. Thì mình có cao máu, cao mỡ, rồi cao, nói chung là ba Đường. cao, cao đường, rồi thấp thì là thấp khớp, phải không nè. Nên á, là khi mà nói hồi xưa, khi trước khi mà Thoa làm insurance, Thoa cũng nghĩ là khi mình có trách nhiệm với ai đó trong gia đình
khi mà mình phải bảo vệ những cái tài sản mà mình mong muốn là để lại cho những người thân yêu, thì những người đó mới là những người mà thật sự mua life insurance. Và chính Thoa cũng từng là cái người nghĩ giống như vậy, nhưng càng khi đi học thì mới biết được là cái người mà cần mua, mua sớm chừng nào thì tốt chừng đó thôi. Nhưng mà có nhiều quý vị là đã mua cho con mình từ khi lọt lòng ra nữa, nghĩa là life insurance bây giờ thì mọi người bắt đầu hiểu nhiều về nó, và life insurance đã biến chuyển một cái bước mà mình gọi là không còn là một cái life insurance, là nghĩa là thường thường mình hay nói cái insurance cho lúc cho mình chết phải không nè. Nhưng mà cái life insurance của hiện giờ thì là insurance của cái cuộc sống chứ không phải là insurance để mình ra đi nữa. Nên là khi mà quý vị càng hiểu nhiều về nó thì quý vị sẽ biết mình hành động càng sớm thì càng tốt và có ý nghĩa nhiều hơn cho cái cuộc đời của mình ở trong tương lai. Và khi mà mình càng làm sớm cho mình, cho các con, thì mình sẽ cảm nhận được cái sự bình yên của mình trong cái life insurance. Và đây là một trong những cái vấn đề mà tại sao tôi bắt đầu học hỏi và mong muốn send cái message, những cái gì mình hiểu để gửi đến quý vị. Mong rằng quý vị sẽ xem nó giống như là một trong những cái gì mà mình phải có, chứ không phải là rảnh rồi mới có, hay là chừng nào cảm thấy mình cần rồi mới có nó thì có thể là trễ rồi. Thì chị Thoa nói, Thanh Liêm thấy là nó đúng ở chỗ, nhất là ở chỗ life insurance. Thanh Liêm thấy bây giờ nó là một cái công cụ mà người ta có thể control được cái financial của người ta khi người ta còn sống, và nó có thể giúp được cho bản thân người ta không chỉ là một cái mà họ để lại cho người ở lại thôi, mà là họ có thể giúp cho cuộc sống của họ. Thì Halim nghĩ đây cũng là một trong những điều mà trả lời câu hỏi trong cái bài báo lúc nãy, nó hỏi là tại sao có nhiều người ở trong cái chỗ làm, trong công ty, nếu mà đi làm hãng, công ty có offer mua life insurance một tháng, nhưng mà bấm cắt trong cái paycheck của họ ra, nhưng mà cái life insurance đó thì chỉ cover nếu như trường hợp họ mất mà thôi. Còn đó lý do nếu mà người ta mua ở ngoài, người ta sẽ có nhiều cái option hơn và có thể customize cho cái goal của người ta. Còn thì cái người khách hàng có thể có được cái policy mà giúp được cho mình ngay cả trong lúc mình còn sống nữa. Và một cái điều mà Thanh Liêm thấy là trong đó nó có nhắc tới là về medical exam, thì đây cũng có một trong những điều mà Thanh Liêm nghĩ là ảnh hưởng đến cái độ tuổi mà người mua. Tại vì quý vị nên nhớ, nếu mà mình ở cái độ tuổi lớn, mặc dù là nhiều người thì người ta sợ lúc trẻ người ta không có đủ khả năng afford, thì người ta nghĩ tới lúc mà họ ok 40 bắt đầu họ có khả năng thì họ có thể yên tâm hơn để cái policy của họ họ remain đó, không có bị miss payment hay này, hay là miss một cái gì trong cái payment, thì họ nghĩ là tới lúc đó họ mới nên mua. Nhưng mà nếu như consider về cái medical exam thì cái lúc đó mình lại có khả năng mình 40, cái sức khỏe nó rất khác rất là nhiều so với 20, đúng không chị Ba? Thì đây cũng là một trong những cái điều mà quý vị cũng nên cân nhắc. Thì trong những cái talk show chuyển phố chuyển nhà trước, thì chúng ta cũng có chia sẻ về cái vấn đề này cho những cái người mà bắt đầu start, họ có thể start small chị Thoa, rồi sau đó họ có điều kiện họ chuyển hơn lên những cái policy bởi vậy khác. Thôi cũng muốn xin lỗi Liêm là chị Thơm cũng muốn là chia sẻ ở cái vấn đề này, giống như hồi nãy em vừa nói á, là khi mà mọi người cảm thấy có dư giả, cái đó là em đúng đó. Mỗi lần mà mua nói là giờ này em còn kẹt quá, em chưa làm này làm kia để em trả bớt nhà rồi em mới dư giả. Nhưng mà thật ra thưa quý vị, không phải lúc nào mua life insurance cũng là một cái số tiền lớn. Đôi khi quý vị không có ngờ được là life insurance nó có nhiều cái product và mình sẽ phù hợp với cái loại nào của life insurance. Và cái mà rẻ nhất vẫn là cái mà quý vị thường biết, đó là cái term, nó nằm ở cái thời điểm là 15 năm, 10 năm, 20 năm hay 30 năm. Và cái term này nó có thể convert về cái permanent để mình có mãi mãi cái insurance tới suốt cuộc đời của mình. Thì nếu mà trong lúc mà mình không có tiền thì mình nên giữ cái term, tại vì cái term á, là nó vẫn có những cái sự rủi ro protect giống như cái permanent, chỉ là mình không có một cái số tiền đầu tư nằm ở trong đó. Nhưng ít nhất là cái thơm có thể bảo vệ cái sự rủi ro và bảo vệ tài sản cho những người thân yêu, chẳng hạn như cái nhà, cái xe, nếu lỡ mình đi, nó đi theo mình luôn, thì những người còn ở lại sẽ sống như thế nào. Thì mình có thể dùng một cái số tiền nhỏ, không có như mình tưởng tượng là phải nhiều lắm đâu. Đôi khi là
các bạn trẻ mà giống như mới vào đời, có một đứa con nhỏ rồi có cái nhà bự, có cái xe, nói chung là rất nhiều, nên các em sợ là nghĩ là lens không có đủ. Nhưng thật ra mấy em mua thơm, các em sẽ cảm thấy là rất bình yên, mà mình sẽ giữ lại được cái sức khỏe mà lúc mình vẫn còn khỏe. Rồi 10 năm sau hay là 15 năm sau, các em có thể convert thành cái permanent, và cái convert thì dẫu rằng lúc đó cái sức khỏe mình có như thế nào, mình vẫn ok để mua insurance, vì mình đã lock được cái thời điểm mà cái sức khỏe của mình good, và insurance, hãng insurance sẽ honor cái sức khỏe đó. Thì bây giờ cái tuổi mình chỉ khác, thì họ sẽ tính lại cái tuổi mình ở giờ lúc đó sẽ trả như thế nào, nhưng mà lúc trẻ mới là lúc mình khỏe và có cái sức khỏe tốt nhất. Nên là thôi, hy vọng rằng các em sẽ tìm hiểu nhiều về cái này hơn, và không có sợ khi mà nói về lan xô răng là nghĩ ồ em chưa có dư, hay là ồ chờ em có để dành chút đỉnh tiền thư thả hơn thì em mới đi mua xô răng. Thì đây là một trong những vấn đề mà các em mới vào đời, mới có một cái gia đình nhỏ, mới có những đứa con thơ, thì nên nhìn lại cái này, vì có những thứ mà các em không có nghĩ là mình có thể làm được, mà khi các em có cái chuyện gì thì các em mới thấy là khủng khiếp hơn là giá như hồi đó mình có làm. Thì bây giờ những người thân yêu đã có thể được bảo vệ. Dạ vâng, đến với lại cái vấn đề này thì vẫn luôn có nhiều cái điều mà Thanh Ly mà chị Kim Thảo vẫn luôn muốn chia sẻ cho quý vị, tại vì ở ngoài kia vẫn còn rất là nhiều cái misconception, nhiều người vẫn còn có nghe những cái nguồn tin, hoặc là không có những cái suy nghĩ lo lắng là những cái chưa hiểu hết, thì vẫn mong là sẽ có những cái thời gian khác trong chuyện của chuyện nhà để chị Kim Thoa cũng như là Thanh Niên có thể gửi đến cho quý vị những câu chuyện về life insurance. Một cái điều mà mình cũng thấy là nó khá lạc quan là tại vì Generation Z là cái thế hệ tiếp theo, gọi là thống lĩnh cái thế giới rồi, thì họ lại rất là quan tâm đến cái sản phẩm life insurance này trong những cái sản phẩm đầu tư của họ. Cho nên đây cũng là một cái điều mà Liên nghĩ là công ty PFG chuẩn bị sẽ expect là có nhiều khách hàng hơn về trong thuộc thế hệ này, và những cái thế hệ này họ đặc biệt một cái là họ rất là giỏi về nghiên cứu và tìm tòi, thì họ sẽ cũng có nhiều thông tin để cho mình được cập nhật cho mình nữa, thì đây cũng là một trong cái điều mà mình thấy cảm thấy là lạc quan cho một cái thế hệ tương lai. Và đến đây thì thời lượng chương trình nó cũng không còn nhiều, thì Thanh Liêm cũng được biết là có nhiều người khi mà họ quan tâm đến lĩnh vực life insurance đó, thì họ có nhiều quý khách hàng họ cho Thanh Liêm biết là họ rất là thích những cái lớp mà công ty mở ra về, đặc biệt là về vấn đề life insurance này, thì không biết là vào cái mùa cuối năm hay là sang năm tới những cái lớp đó sẽ có tiếp tục diễn ra không chị Thoa? À, cảm ơn Thanh Liêm nhắc chị Thoa về điều này. Thưa quý vị, Life Insurance là một trong những cái department khá mới của công ty PFG. Quý vị, nếu quý vị nào đã từng theo dõi Thoa hay công ty PFG thì quý vị đã biết rất nhiều những cái lớp về real estate và mortgage, và Life Insurance là những cái department ra sau cùng. Vì vậy, để mà quý có thể chia sẻ với quý vị nhiều hơn, thì gần như là tháng nào Thoa cũng có những cái lớp để mời quý vị, nghĩa là có thể nói là hàng tuần luôn mình có những cái lớp để chia sẻ đến quý vị về cái ngành nghề, cũng như là những cái topic, những cái đề tài tại sao insurance ảnh hưởng tới cuộc sống của mình như thế này, tại sao mọi người cần đến nó, và nếu mọi người cần đến nó thì cái ngành nghề này cũng là một cái ngành nghề này khá nhiều hứa hẹn, và có rất nhiều anh chị đã cùng đi học. Thì mỗi hàng tuần cái team ở trong Houston cùng với team của PFG vẫn có những cái lớp học, và những cái lớp trên Zoom mà do riêng thôi khi mà làm việc với tất cả những quý vị thân chủ, và những câu hỏi của những quý vị ở trên đài cũng như là ở trên Facebook mà nếu có hỏi thôi, thì đây là những cái đề tài riêng mà Thoa soạn lại để gửi riêng cho những quý khán thính giả mà đã từng theo dõi Thoa. Đó là lý do tại sao những cái lớp học về insurance là gần như mình có hết, và đặc biệt là đôi khi là có những cái buổi mà mình hẹn nhau, nếu Thoa biết là quý vị đang quan tâm rất là nhiều thì Thoa cũng để dành những cái thời gian riêng để mình cùng nói chuyện, hoặc trên Zoom hoặc ở trong office, và có nhiều khi phải làm việc ban đêm và weekend thưa quý vị. Nhưng mà tôi cảm thấy là rất là thích, là vì mong được những người mà mình biết tới họ có một cái sự bảo vệ, một cái sự bình yên. Đối với tôi, nhiều hay ít gì thì vẫn là một cái con số mà rất cần khi
mà mình có cái chuyện gì xảy ra sẽ protect gia đình. Thí dụ như người giàu thì người ta đối với người ta 5 triệu, 3 triệu thì mới nhiều, nhưng đối với mình không nhiều tiền, đôi khi 10 ngàn, 20 ngàn mình cũng không có trong nhà băng. Mà nếu something happen thì bây giờ có 50 ngàn, 30 ngàn đó cũng là một cái điều mà mình có thể giúp đỡ cho gia đình để đỡ khốn khó. Dạ vâng, thì mong là quý vị vẫn tiếp tục theo dõi cái Facebook công ty là Precious Realty Mortgage, bởi vì sẽ có những cái lịch trong những cái lớp sắp tới sẽ được công bố trên trang Facebook. Và đừng quên là cho video ngày hôm nay của Chuyện Phố Chuyện Nhà một cái like, và cũng như là share rộng rãi đến cho bạn bè và người thân cùng theo dõi. Và bên cạnh đó, quý vị nào chưa subscribe vào cũng có thể subscribe vào kênh PFG Nhà ở Mỹ. Bên cạnh đó, những quý vị nào quan tâm thật nhiều về lĩnh vực live vision thì chị Thoa vẫn luôn có những talk show vào ngày thứ sáu hàng tuần trên đài Việt Radio và hệ thống Việt TV Network ở lúc 4:30 chiều, là chương trình Vun Đắp Tương Lai. Và bên cạnh đó thì chương trình về bất động sản, về mortgage, về lý phí management, chương trình địa ốc và tài chính vẫn luôn tiếp tục vào lúc 4:30 chiều ngày thứ ba hàng tuần. Thì đây là những chương trình mà quý vị có thể theo dõi. Thì đến đây Thanh rất cảm ơn quý vị đã theo dõi trong hơn 330 phút vừa qua với Chuyện Phố Chuyện Nhà. Thì mong là quý vị vẫn luôn ủng hộ cho chương trình. Và không biết là trước khi kết thúc thì chị Kim Hoa có lời gì gửi đến quý vị không ạ? Cảm ơn Liêm. Thưa quý vị, khi nói về Lion Strength thì Thoa cũng rất cảm ơn tất cả những quý vị chủ của Thoa đã cùng Thoa đi từ real estate, từ mortgage để đến life insurance, và đây là một cái sự tin tưởng mà quý vị đã dành cho Thoa. Và Thoa cảm ơn rất nhiều quý vị vẫn luôn đồng hành và ủng hộ và chia sẻ tới tất cả những người thân yêu và bạn bè. Và Thoa rất mong nếu quý vị nào có xem chương trình và quý vị bất cứ ở đâu trên nước Mỹ thì Thoa và công ty PFG vẫn có thể làm được với quý vị cho những cái insurance, và mình có thể làm trên Zoom hay là những cái lớp học mà quý vị có quan tâm, thì xin quý vị đừng ngần ngại để liên lạc với công ty PFG ở số điện thoại là 713 988 1425, 713 988 1425. Và cuối cùng thì Thoa cũng như Liêm đại diện cho công ty PFG một lần nữa cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Kính chúc quý vị và gia đình có một ngày thật an lành, hạnh phúc và bình yên bên cạnh người thân, và xin hẹn gặp lại vào chương trình kỳ tới. Xin chào tạm biệt.